Rồi, ok, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em cách lập trình và điều khiển robot hàng Kuka nha. Đây là bảng điều khiển của robot Kuka đang chạy tự động. Rồi, ok, mình sẽ giới thiệu cho anh em cách điều khiển trước nha, sau đó tạo chương trình, cách tạo chương trình điều khiển rồi cho chạy tự động. Đó, đây là một chương trình mình đang cho robot chạy tự động. Anh em nào có nhu cầu mua robot Kuka thì cứ liên hệ trực tiếp qua Zalo dưới phần mô tả, hãy comment xuống mình sẽ trả lời bình luận cho anh em nha. Rồi bắt đầu mình sẽ dừng robot lại, không cho hoạt động nữa. Đây dừng thì trên bảng điều khiển anh em sẽ bấm nút màu đỏ này, dừng đó, robot sẽ dừng lại ngay vị trí đó. Ok, đây là chương trình mình đã tạo. Đó, đang ở chế độ auto này mình sẽ hướng dẫn sau, thì bắt đầu mình sẽ chuyển qua chế độ dậy. Rồi đầu mình thoát lại chương trình ra lại từ đầu nha, out chương trình hết ra, chọn exit, chọn can program. Đó, khi mở bảng điều khiển lên thì chương trình từ bảng điều khiển chúng ta sẽ như này. Ok, rồi bắt đầu chúng ta sẽ tạo một chương trình mới. Còn không mà khi mà anh em không cần phải chương trình là muốn điều khiển robot đó, thì chỉ cần nút sau này có hai nút sập vô, anh em giữ nhấn nhấn giữ sập vô này, hoặc là trên này nó có hai nút này, một nút trắng nút xanh này, chúng ta chỉ cần giữ nút trắng thôi. Đó, giữ nút trắng, bấm giữ nút trắng nút sập vô luôn giữ nha. Rồi tất cả các phím đèn mình sẽ sáng, đó có 60, từ A1 đến A6. Đó thì tương ứng với các phím cộng trừ từ 1 đến 6 đây. Hai nút dưới này là hai nút điều khiển tay, anh em không dùng, chỉ cần dùng 6 phím này thôi. Ok, điều khiển trục số 1 này, rồi bắt đầu điều khiển này. Đó, mình muốn tăng tốc độ lên đó, thì mình tăng lên điều khiển số 1, tốc độ tay và tốc độ tự động thôi. Phía dưới này tốc độ tự động, dưới này là tốc độ điều khiển tay, trên là tốc độ điều khiển tự động chạy khi chạy auto. Rồi ok, mình điều khiển số 1 này. Đó, số 1 là sẽ qua lại. Anh em xem số 1, mô tô trục số 1 thì tất cả các dòng robot thì đều có 6 trục. Mỗi trục sẽ hoạt động riêng biệt nhau. Đây là chế độ hoạt động từng trục. Số 2. Trục số 2 thì chúng ta sẽ nhấn giữ vào nhấn A2 thôi. Đó, trục số 3. Rồi tiếp theo trục số 4. Rồi số 5. Rồi cuối cùng là số 6 này. Đó, số 6 là súng quay tròn. Ok, rồi bắt đầu. Đây là chế độ từng trục. Thôi anh em muốn chuyển sang chế độ mà hệ tọa độ XYZ 3 trục ạ, thì mình sẽ nhấn vào này, mình chọn chế độ bay, bay hay work gì đó. Đó, work, chế độ XYZ, tọa độ 30. Rồi anh em sẽ điều khiển, nó sẽ di chuyển theo tọa độ gốc súng đó, mình chỉ cần chú ý đến gốc súng rồi thì tới lui này, lên xuống này, xuống lên z này, rồi qua lại này, y qua lại sẽ y nút sập vô sao anh em cứ luôn giữ. Ok ha, đó là cách điều khiển robot. Khi mà mình điều khiển xong, mình nắm được cách điều khiển thì bắt đầu mình vào mình tạo chương trình, mình sẽ cho một robot chạy hoạt động thì auto như thế nào nha. Rồi khi điều khiển xong, bắt đầu mình tạo chương trình cho robot này thì cần phải có password nha, user, rồi nhập password vào. Rồi bắt đầu anh em sẽ vào tất cả các dòng dưới này, nó sẽ hiển thị rõ cho anh em. Chúng ta sẽ chọn vào new, tạo chương trình mới, chọn new, mà mở chương trình thì mình chọn open hay select, chọn new. Rồi mình tạo chương trình là phím cảm biến nha, chọn tên này, hiện diện t này, mình tạo tên thắng nha, thắng 1 2 3 4 5. Ok ha, chọn
Ok rồi đó, thì nó sẽ hiển thị lên chương trình tên tháng 1, 2, 3, 4, 5. Rồi chúng ta sẽ vào về chương trình, thì chúng ta sẽ chọn vào open mở chương trình lên open đó. Thì mặc định của dòng robot này thì nó có hai điểm home đầu và cuối kết kết thúc. Anh em cứ việc cứ lưu điểm vào trong hai cái điểm home này là được. Rồi bắt đầu anh em lưu vị trí điểm thôi, cứ lưu bình thường. Lưu thì mình chỉ nhấn command thôi. Đây chúng ta chọn vào lưu điểm á, chúng ta chọn vào motion. Motion. Rồi chế độ lưu này, chế độ là SBTB là lưu trên không. S-Link, link là lưu đường thẳng. CIRC là lưu đường tròn. Đó. Thì chúng ta cứ chọn bình thường, ta chọn S-Link đây, lưu theo đường thẳng. Nhưng mà nó sẽ lướt điểm thì điểm chúng ta sẽ không bị giật. Rồi chúng ta sẽ chọn một con. Ok, rồi xong rồi chúng ta chọn top up. Rồi, nhấn ok. Comment ok. Yes. Đó là điểm đầu tiên. Rồi, xong điểm đầu tiên ha. Điểm thứ nhất rồi. Tiếp tục tới điểm thứ hai thì chúng ta cũng giữ servo sau. Sau đó điều khiển robot di chuyển tới vị trí số 2. Di chuyển qua đây. Đó, chỉ với vị trí đó. Rồi bắt đầu mình sẽ lưu giống vậy thôi. Ok, đó, điểm số 2. Trong điểm số 2 này nó có link SB2 này, tuần điểm nó có B1, B2. Thì tốc độ là 2 mét trên giây. Đó, nó có đủ tool số 1. Rồi chế độ là basic này. Ok, rồi tiếp theo lưu tiếp điểm thứ ba nha. Vẫn cứ tiếp tục xuống. Ok, lưu. Rồi, điểm số 4. Số 4, motion. Set up. Ok. Rồi, số 4 là B4 rồi đây anh em. Anh em thấy B4 không? 1 2 3 4 nha. Rồi, tiếp theo. Mình sẽ lưu 7 8 điểm gì đó. Cho nó chương trình mình nó dài thì anh em sẽ coi được dễ hơn. Rồi bắt đầu lưu mình sẽ tiếp tục link. Ok. Nice. Dòng này thì khi chúng ta để lâu không di chuyển thì robot nó tự ngắt sạc vô nha, tự ngắt sạc vô cho nên. Rồi, startup, ok. Rồi, thì cái này là chế độ chạy tự động. Còn anh em nào muốn chạy mà này chỉ chạy được một lần thôi. Còn khi anh em muốn chạy lặp lại á, thì mình sẽ dùng lớp in lớp để cho chạy lặp lại. Giống như các dòng robot kia thì mình sẽ xài label, phần nút thì label. Kawa thì tích hợp luôn rồi. Kawa và cái Kawa thì có Cycle. Panasonic thì nó tích hợp sẵn rồi, thì anh em có thể trực tiếp, còn không có thì anh em sẽ bỏ lên vào. Các dòng này thì anh em bỏ lên vào nha. Ví dụ như này xài lấp lấp. Này anh em cần phải bỏ lên vào. Motion này. Fish. Sai rồi. Rồi bắt đầu vào comment. Đây anh em chọn lớp hình lớp này đó, có lớp hình lớp ok ha.
Giết anh em sẽ biên này đi, cắt này đi. Yes. Xuống mình bát dưới này lại. Bát bình thường thôi. Bát. Đó, lúc lên lúc. Ok, xong. Rồi, chúng ta sẽ tiến hành cho nó chạy tự động nha. Hoặc là chúng ta sẽ chạy nó lại xem thử như thế nào. Chạy lại thì chúng ta sẽ vào select thôi. Chọn select. Servo. Đó, chúng ta sẽ di chuyển, nhấn nút on vẫn on sạc vô bình thường, xong rồi chúng ta sẽ nhấn vào nút mũi tên tới này, lui thì chạy lui, tới thì chạy tới. Đó, mình sẽ nhấn robot nó sẽ chạy chạy từng bước, chúng ta nhấn một lần thì chỉ kết thúc bước nó sẽ dừng rồi tới bước thứ hai nha. Đó, bước thứ hai. Đó, chương trình số 2 chạy tới điểm B2. Rồi từ B2 tới B3 luôn. Rồi, lên B4. Đó, B5 tới điểm B6 này. Ok ha. Rồi ban đầu chúng ta sẽ cho chạy tự động. Rồi kết thúc nó sẽ lặp lại, lắp nó sẽ lặp lại tới điểm đầu tiên. Rồi ok. Giờ mình sẽ bắt đầu sẽ cho chạy tự động. Thì mình muốn cho nó chạy chuyển qua chế độ auto á, thì anh em hãy chuyển qua chế độ chọn auto, bật bật công tác này qua. Rồi thì chúng ta sẽ reset lại chương trình rồi bắt đầu sẽ cho chạy. Đó, chế độ tay giảm chế độ lại, nhớ là dưới này là chế độ tay, trên là chế độ chạy auto. Anh em xem video miễn phí nhưng mà thấy video hữu ích á, thì đừng quên cho mình một like và một lượt đăng ký kênh nha, để cho mình có động lực để mình làm được nhiều video hữu ích để giúp cho anh em trong quá trình sản xuất và vận hành robot nha. Đó. Cảm ơn anh em rất nhiều. Nó đang chạy về. Rồi bắt đầu chạy tự động đó. Thì mình lưu bao nhiêu điểm thì nó sẽ chạy đúng bao nhiêu điểm đó và nó sẽ lặp lại điểm ban đầu cho mình. À, quá trình mình thêm điểm lúp lúp vào là để quá trình nó lặp lại đó. Là chế độ ending đó, đó là toàn bộ cái quá trình mà điều khiển robot, rồi tạo chương trình mới, rồi sửa điểm, lưu điểm, thay điểm, các chế độ điểm. Rồi cuối cùng là mình chạy lại rồi mình cho chạy auto và mình bỏ vào muốn chạy auto thì mình bỏ chế độ lấp lấp vào. Ok. Anh em nào có nhu cầu mua robot hay là công ty hoặc là bạn bè nào có nhu cầu thì hãy giới thiệu mình. Mình sẽ hỗ trợ tư vấn miễn phí cho anh em và liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của mình là 056789 2848 để mình sẽ được tư vấn và hỗ trợ cho anh em về những cách sử dụng robot như thế nào, cách vận hành, rồi xử lý lỗi robot trong quá trình sử dụng. Thì tất cả mọi thứ thì đều được mình hỗ trợ miễn phí hết. Cảm ơn anh em đã xem hết video và chúc cho anh em có một ngày làm việc thật là vui vẻ và thành công.